Như vậy là cũng giống nhiều thương hiệu gaming khác thì PUSA đã trình làng bộ phím HE đầu tiên của mình mang tên PUSA PCMK2HETKL, một cái tên khá là dài. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem sản phẩm này có gì hay ho và nổi bật và nó có xứng đáng để các bạn xuống tiền sở hữu hay không nhé. Đúng như tên gọi thì chiếc bàn phím này có một thiết kế size TKL cơ bản, điều mà nhiều game thủ cần và cảm thấy dễ quen, dễ dùng hơn trong nhiều tác vụ hàng ngày. Vì mình thấy theo xu hướng hiện nay thì các dòng bàn phím HE không chỉ đi theo một khía cạnh duy nhất là dành cho game FPS mà nó còn cải thiện thêm nhiều để dần trở thành một dạng bàn phím mà game nào chơi cũng tốt, mà công việc nào cũng có thể cân được cả. Chính vì vậy, một size cơ bản như 75% hay TKL sẽ được nhiều thương hiệu lớn từ nhỏ đến lớn nghiên cứu thay vì là những dòng 60-65% phổ thông hơn. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn qua tổng thể về chiếc bàn phím này của PUSA. Thiết kế của nó được làm từ hai phần là nhôm và nhựa. Nhôm được sử dụng cho phần bên trên mặt case và có thêm một phần khung viền bằng nhôm nữa được cắt gọt bốn cạnh để ốp lên bên trên phần khung dưới từ nhựa. Mặc dù vậy, nếu xét theo mặt bằng chung là một sản phẩm có tốp nhôm, bót nhựa thì mình thấy nó nặng hơn tương đối nhiều các dòng bàn phím HE trước đây đã được review và có độ đầm chắc tay hơn khi cầm vào. Tuy nhiên, mình vẫn mong muốn có thêm một phần top cover nữa trên mặt phím chứ không phải thiết kế lộ ra phần chân switch. Có thể nhìn thấy bên trên thì không quá ai để ý, nhưng chỉ cần ốp thêm một phần này vào là khiến cho chiếc bàn phím này có cảm giác cao cấp hơn nữa rồi. Với xu thế của bàn phím HE hiện nay, càng ngày càng được trang bị các đặc điểm giống như phím custom thì PUSA đã có những thành phần đầy đủ để giúp cho build đầm hơn và có cảm giác gõ được tốt hơn. Chúng ta sẽ có 3 lớp foam bên trong, bao gồm foam poron pad ở giữa PCB và plate, foam lót dưới bảng mạch và một phần silicone cực kỳ dày dặn ở bên dưới mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ. Vì phần case nhựa bên dưới được làm dạng trong suốt, thế nên trông nó khá bắt chen và hay ho. Lưu ý một chút là việc trang bị poron pad giữa PCB và plate cũng sẽ khiến cho âm thanh có chút sự khác biệt, khiến cho âm của nó có thiên hướng nổ hơn thay vì dùng miếng silicone dày để triệt tiêu bất âm và làm cho âm tịt hơn. Bạn hoàn toàn có thể thấy được nếu muốn, nhưng mà phím này của PUSA thì mình không chắc có thể tương thích được với nhiều thành phần của phím custom khác nhau nên cũng không cần tốn thời gian nghiên cứu quá nhiều. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nói về phần hiệu năng, thứ cực kỳ quan trọng của một chiếc bàn phím HE. Xem qua một chút về mặt switch thì nó đang được sử dụng PUSA Magnetic kết hợp với Gateron để cho ra một phiên bản collab riêng. Switch này thì cá nhân mình đánh giá mức trung bình, hãy cùng nghe thử sound test một chút nhé. Các bạn đánh giá về âm thanh stock như thế nào? Với tầm giá khoảng 4 triệu hơn thì có thể nói nó ở mức đủ dùng nếu không phải là một người quá khó tính. Switch thì thiết kế có lẽ đã hơi outdated vì đa phần các dòng mới sản xuất gần đây, cho dù là của Gateron, TTC hay các thương hiệu nội địa khác đều được bịt hết đáy khiến cho phần âm thanh được làm tốt hơn, không bị quá rỗng và nghe không bị sạn sạ trên từng thao tác gõ. Thiết kế hở này về lâu về dài nếu mạch không được làm chỉnh chu có thể bị hiện tượng chảy dầu lúp ra ngoài phần bảng mạch, ảnh hưởng tới hiệu năng nói chung. Vậy nên, mình sẽ thử thay một con switch vào khác xem sao, xem âm có cải thiện hơn không. Hãy cùng nghe thử nhé. Như các bạn đã thấy thì âm thanh lúc này đã ổn hơn khá nhiều. Thay switch vào còn hạn chế được phần nào hiện tượng tích ở các nút start. Và đó chính là âm thanh từ Gateron Z Pro, một con switch mình đánh giá cực kỳ cao và luôn là top recommend cho các bạn nếu đang muốn tìm một con switch có mặt âm thanh giống gần nhất với các sản phẩm phím custom. Đó là trải nghiệm về mặt âm thanh với chiếc bàn phím của PUSA, còn hiệu năng ra sao thì mới là thứ mà chúng ta nên quan tâm nhiều hơn. Xét qua một chút về thông số thì nó được hỗ trợ là True 8K Polling Rate cùng các công nghệ cơ bản của các dòng phím HE tương tự trên thị trường. Mình vẫn sẽ sử dụng các setting cơ bản để test, bao gồm các mức Activation và Rapid Trigger thấp nhất để check Dead Zone ra sao, và nếu chơi game cùng các mức chỉnh hàng ngày thì nó sẽ cho lại khả năng thể hiện như thế nào. Đầu tiên là với Valorant, mình có thử với 0.1mm, áp dụng cho Rapid Trigger và Activation thì cảm nhận được rõ là có Dead Zone ở những khoảng nhấn nhả nhỏ. Lúc này, nhìn lại app thì mới để ý là có phần Bottom Out Protection Distance được bật sẵn. Hiểu nôm na là xét sẵn Dead Zone thì nó đã ở mặc định là mức 0.1mm rồi. Nên đây là lưu ý đầu tiên khi các bạn sử dụng, cần xét ở mức 0.2 thì mới cho lại chuẩn những các bài test. Còn nếu như các bạn không dùng tới thì có thể hoàn toàn tắt nó đi. Và khi chỉnh lên xong thì các khoảng nhấn nhả nhỏ rất tốt,
ổn định và không bị trượt nhân vật đi chút nào cả. Tuy nhiên, mình có để mức cao hơn là 0.4 áp dụng cho cả hai phần thì vào game thực tế, chiếc bàn phím này thể hiện chưa được tốt cho lắm. Tức là với các khoảng dạt, swing rộng ra trong một số pha giao tranh thì nó lại thường xuyên bị hơi trượt nhân vật đi một chút, tạo ra các pha strafing lỗi và ảnh hưởng cũng bị tương đối nhiều. Mình đã có để lại setting ban đầu là 0.2 nhưng hiện tượng này vẫn có xảy ra. Các bài test thì do mình nhấn nhạt rất kỹ theo đúng cữ tay của các khoảng hành trình nên có thể nhận ra được một số hạn chế của nó trong game mà ăn nặng tính năng Rapid Trigger như Valorant. Một vấn đề nữa mà mình phát hiện ra đó chính là tính năng Quick Tap. Về bản chất, nó vẫn là SOCD ở trên Wooting hay Snap Tap trên Razer và để bật thì các bạn sử dụng tổ phím FN cộng nút Shift bên trái. Cho dù là trên website hãng hay một số bên khác có khuyến cáo là không được sử dụng Quick Tap cho tại game CS2 nhưng mà mình vào chơi qua vài trận thì không thấy tự bị diss ra khỏi game gì cả. Lúc này thì bắt đầu test kỹ hơn thì mình nhận thấy nó đang bị tình trạng không nhận đúng input và không cancel đến nút ngược lại khi thực hiện bấm. Do đó, kết quả là khi mình có nhấn A và bấm liên tục nút D thì như các bạn đang xem trong video, nhân vật của mình hoàn toàn bị di chuyển theo hướng trái của nút A chứ không đảo ngược lại di chuyển chút nào. Còn khi giữ D bấm A thì tình trạng này lại bị ít hơn nhưng nó vẫn chưa thực sự tốt dành cho chơi game. Ban đầu thì mình nghĩ là có thể do switch thôi, nhưng kể cả sau khi đã thay Z Pro và một số dòng switch 5 khác thì vẫn xảy ra tình trạng tương tự. Và khi Quick Tap dùng đã không ổn định ở trên CS2 thì dĩ nhiên nó sẽ chơi không ngon trên Overwatch. Có thể thì đây là phiên bản sample mà hãng gửi mình nên hiện tại phần mềm của nó vẫn chưa thực sự ổn và phần cứng của nó vẫn chưa được tối ưu cho lắm. Rất mong rằng phiên bản thương mại sẽ chính thức bán ra và khắc phục được điều này bởi vì thực sự đây là một con phím ngoại hình tương đối đẹp dành cho các fan của Pusa. Đợt này với các sản phẩm bàn phím của Pusa, mình thấy được trang bị đèn LED cực kỳ đẹp, rất lung linh cho dù chỉ là những loại switch phổ thông có phần tản LED bình thường. Tuy nhiên thì Pusa sử dụng chất liệu PPT Double Shot không xuyên LED nên khi nhìn từ phía chính diện xuống thì các bạn có thể thấy rằng chiếc bàn phím này gần như không có LED nếu đang sử dụng ở điều kiện ánh sáng đủ mạnh, ngoại trừ phần logo có sẵn ở phía phải. Nó thiết kế theo dạng nam châm, có thể custom tùy ý nên đây là một điểm khá hay ho. Với một chiếc bàn phím có phần LED base cực kỳ đẹp như này với nhiều preset thì hãng có lẽ nên làm kiểu PPT Double Shot mà có backlit như là Razer hay Wooting thì giúp cho tổng thể trở nên đẹp hơn rất nhiều. Cuối cùng là phần mềm, thì sản phẩm này sử dụng phần mềm web-based, rất tiện mà không cần tải app. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ ở đây, bao gồm các tùy chỉnh profile khác nhau, chỉnh LED, key map, macro. Trong mục performance sẽ có nhiều thứ mà mình đã chia sẻ trong mục hiệu quả sử dụng, bao gồm rapid trigger, chỉnh hành trình. Có một setting khá hay là các bạn có thể chọn được mức hành trình nhận ban đầu để có thể nhận rapid trigger. Ví dụ, mình muốn để mức nhận rapid trigger là cao thì có thể set lên cao, chứ không bị phụ thuộc vào hành trình đã set ban đầu. Và mục Switch Selection sẽ có hai tùy chọn là Magnetic Z với 3.5mm hoặc Switch của Pusa có mức hành trình là 4mm, tùy thuộc nếu các bạn có thay hay không. Khi bấm vào, phím sẽ tự động mặc định Calibrate luôn, thế nên sẽ không cần làm thêm một bước này khá tốn thời gian nữa, giúp cho trải nghiệm của bạn tiện lợi và trở nên liền mạch hơn rất nhiều. Rồi, đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ với chiếc bàn phím HE đầu tiên của Pusa mang tên PCMK2 HET Color. Với mức giá khoảng hơn 4 triệu đồng thì bạn đánh giá chiếc bàn phím mình thế nào? Hãy để lại chúng mình một comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu như muốn đặt trước sản phẩm này để nhận được khuyến mại hấp dẫn, đừng quên tham khảo đường link của nhà tài trợ là techspace.vn ở trong phần mô tả và phần bình luận video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.